Ngày 31 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức tìm kiếm, giải cứu 5 sinh viên đi lạc trong rừng ở núi Lang Biang thuộc thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 30 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo có 5 sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Lạc Dương đã triển khai lực lượng phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, chia ra thành nhiều mũi đi sâu vào rừng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 sinh viên bị lạc trong rừng sâu, cách vị trí xuất phát khoảng 5 km và đưa xuống núi an toàn. 5 sinh viên được cứu bao gồm NTNT 19 tuổi, NMT 19 tuổi, NTD 20 tuổi và NQD 20 tuổi và NDT 19 tuổi. Sau khi được cứu ra khỏi rừng, nhóm sinh viên cho biết trước đó vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nhóm đi xe máy từ Đà Lạt vào Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương thì bỏ xe lại ven đường rồi cùng nhau leo lên núi Lang Biang và bị lạc trong rừng sâu. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cung cấp nhu yếu phẩm, động viên các sinh viên ổn định tinh thần, đồng thời hỗ trợ đưa xe máy và 5 sinh viên về khách sạn tại thành phố Đà Lạt. Vụ va chạm giao thông giữa ô tô con, xe khách và xe tải khiến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa ùn tắc kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Sáng 31 tháng 8, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách, xe tải và xe 5 chỗ khiến dòng phương tiện ùn tắc nhiều giờ. Đoạn ách tắc kéo dài khoảng 20 km từ điểm đầu vào cao tốc Mai Sơn ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hàng nghìn ô tô dồn ứ suốt nhiều giờ không thể di chuyển qua cung đường này do vị trí xảy ra tai nạn không có làn dừng khẩn cấp. Thời gian giải quyết kéo dài do tai nạn hỗn hợp, nhiều người về quê nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 phải chôn chân trên đường, vật vờ, thấp thỏm suốt đêm. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tuyến cao tốc mới thông xe trở lại. Cảnh sát giao thông Ninh Bình sáng nay đã chặn xe đầu vào cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, phân luồng phương tiện di chuyển về hướng quốc lộ 1A. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các bến xe ở Hà Nội bổ sung số lượng lớn xe khách. Ngành hàng không không tăng chuyến, tăng tần suất khai thác. Thời điểm này, giá vé máy bay đã tăng hơn khoảng 20% so với ngày bình thường. Giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ khiến cho không ít người dân đắn đo và lựa chọn phương tiện khác để di chuyển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2024, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến một ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sát kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vé máy bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước có chặng đã kín chỗ, có chặng giá cao chót vót. Gia đình bà Lê Thị Nhâm đã quyết định đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chi phí vé máy bay của cả gia đình bà trong dịp này lên tới gần 20 triệu đồng. Đúng vào cái kỳ nghỉ lễ này này thì người dân thì ai cũng thế, cũng muốn đi du lịch vào những ngày này. Thì cái giá mà vé máy bay nó tăng 20%, mình nói chung là mình là người dân thì mình cũng chấp nhận thôi. Cái đấy là cũng là đương nhiên vào kỳ nghỉ mà. Mình đi thì mình cũng phải gọi là xem xét lại coi là cần thiết thì mình mới đi, còn không cần thiết thì mình sẽ không sử dụng. Lúc trước tôi đi thì tôi đặt vé khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu là vé khứ hồi, nhưng mà dạo này thì nó tới 5 triệu, tăng nhiều hơn 20%. Ngày 31 tháng 8, giá trên đường bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh có các giải vé của Vietnam Airlines từ 2,3 đến 3,5 triệu đồng một chiều đã gồm suất ăn, tăng 23% đến 28%. Vietjet Air có các mức giá dao động từ 1,5 đến 2,4 triệu đồng một chiều, tăng 25%. Bamboo Airways có mức giá từ 1,7 đến 2,5 triệu đồng một chiều, tăng 24%. Viettravel Airlines 1,7 triệu đồng một chiều, tăng 19% so với giai đoạn thấp điểm. Thật ra khi mà chi phí nó đội lên á, thì khi mình muốn đi đâu thì mình phải suy nghĩ cần thiết mới đi, chứ còn đi vậy nó ảnh hưởng chứ. Ví dụ như thu nhập mình có cố định như vậy mà giờ nó tăng lên thì chi phí mình đội lên như vậy thì nó ảnh hưởng. Cùng thời gian này, trên một số đường bay du lịch nội địa khác, giá vé cũng được ghi nhận mức tăng hơn trước. Như giá vé máy bay chặng Hà Nội Phú Quốc dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng một chiều, tăng hơn 60%. Chặng Hà Nội Quy Nhơn có giá khoảng 2,4 triệu đồng một chiều, tăng 25%.
vào dịp lễ Tết hay những cái ngày nghỉ mà đông người đi lại thì thông thường các hãng người ta tăng. Đó, và tăng tỷ lệ bao nhiêu đấy là tùy theo sự tính toán của mỗi hãng. Thì chúng ta biết rằng đấy chính là cái gọi là quy luật của kinh tế thị trường. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy nếu mà cái tăng với cái tỷ lệ mà 20% thì cũng có thể là với những người mà khá già thì nó không đáng kể lắm. Nhưng mà với đại đa số người dân nghèo mà hay cán bộ viên chức mà lương nhà nước ấy thì hoặc lương của các doanh nghiệp ấy thì rõ ràng là tăng 20% thì cũng là vấn đề chúng ta thấy cần phải suy nghĩ. Việc giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ khiến nhiều người dân quan ngại trong lựa chọn phương tiện về quê và đi du lịch. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 do cận ngày vào năm học mới nên nhiều gia đình buộc phải lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không để tiết kiệm thời gian cho các chuyến đi chơi xa. Ngày 30 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành đưa vào sử dụng công trình mở rộng mạng lưới thu gom và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, huyện Bình Chánh thuộc dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng có công suất 469.000 mét khối trên một ngày, lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Dự án được thi công từ năm 2015 đến năm 2020 và một số gói thầu tiếp tục thi công đến nay. Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, xây dựng 6 km cống tròn, 2 km cống hộp và 34 km cống bao thu gom nước thải. Nhà máy không chỉ là nơi xử lý nước thải mà còn được quy hoạch với hơn 10 hectare cây xanh là trung tâm huấn luyện đào tạo quan trắc môi trường. Khi cái hệ thống này vận hành đó thì toàn bộ cái nước thải sinh hoạt trong cái khu vực trung tâm thành phố với tổng diện tích là 3.000 hectare với khoảng 3,4 triệu dân sẽ được thu gom đưa về xử lý tại nhà máy này, không xả trực tiếp ra kênh. Và như vậy thì cái sự ô nhiễm của dòng kênh Tàu Bến Nghé sẽ được xử lý và màu xanh trên tuyến kênh này sẽ từng bước được khôi phục. Dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi Tẻ, giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư là 11.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vay ODA của Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA là hơn 9.800 tỷ đồng. Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là hơn 1.400 tỷ đồng. Tại Việt Nam, JICA ưu tiên phát triển hợp tác các dự án trong 4 lĩnh vực gồm cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, y tế và đối phó với biến đổi khí hậu. Tại khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thì JICA cũng lấy những lĩnh vực này để làm trọng điểm và dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng khánh thành hôm nay cũng là một trong những dự án tiêu biểu của JICA tại Việt Nam. Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản, cảm ơn JICA cũng đã luôn hợp tác, đồng hành, hỗ trợ thành phố trong việc bố trí nguồn vốn vay ODA, trong công tác triển khai dự án, trong công tác chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và hình thành các dự án hợp tác mới giữa thành phố và JICA. Dự án với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, giải quyết tình trạng ngập tại các điểm ngập trong lưu vực, nạo vét cải tạo các tuyến kênh Tàu Hũ, Bến Nghé, kênh ngang số 1, 2, 3 và một phần kênh Hàng Bàng. Dự án cũng giúp chỉnh trang đô thị, nạo vét kè bờ các tuyến kênh chính trong lưu vực, khôi phục mặt nước một phần tuyến kênh Hàng Bàng, một trong những tuyến kênh bị ô nhiễm nặng nề nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.